sẵn sàng cho một năm học mới thuận lợi, tạo nền tảng vững chắc cho các bạn học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Học Văn Chị Hiên chính thức tuyển sinh lớp học offline từ lớp 6 đến lớp 12. Mục tiêu xây dựng lớp học hạnh phúc, khơi gợi cảm hứng và tình yêu đối với môn văn, đồng thời áp dụng những giá trị của môn văn vào cuộc sống. Khi tham gia lớp học, các bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, bám sát chương trình học trên lớp, được thiết kế lộ trình học phù hợp với từng bạn, tập trung vào xây dựng kỹ năng và phương pháp. Bên cạnh đó, các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/24 của giáo viên và trợ giảng, được cung cấp kho tài liệu khổng lồ, miễn phí 100%. Đặc biệt, các lớp học sẽ được kiểm tra, đánh giá năng lực thường xuyên, có học bổng và khen thưởng theo kỳ cho những học sinh xuất sắc. Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, tập trung nghiên cứu thay đổi phương pháp học văn theo hướng mới, trọng tâm vào phương pháp, cảm xúc nhưng vẫn bám sát chương trình của Bộ Giáo dục, Học Văn Chị Hiên hứa hẹn sẽ mang đến cho học sinh trải nghiệm học tập tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất với cam kết đầu ra 8 cộng. Khi đến với lớp học offline của Học Văn Chị Hiên, các bạn sẽ được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, có phòng học riêng, là lựa chọn hoàn hảo cho các bạn học sinh trong nội thành và ngoại thành Hà Nội với mô hình lớp học đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng học sinh. Ngoài ra, Học Văn Chị Hiên còn trang bị khu tự học hoàn toàn miễn phí cho các bạn học sinh đến mọi lúc với bàn ghế, sách vở ngữ văn, giấy và bút nốt đầy đủ. Học Văn Chị Hiên đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm về đào tạo duy nhất môn ngữ văn, là trung tâm nằm trong số ít các trung tâm chỉ đào tạo duy nhất môn văn và đã trở thành địa chỉ uy tín với hàng chục ngàn học sinh trên cả nước. Để tham gia lớp học offline của Học Văn Chị Hiên, các bạn sẽ thực hiện với 4 bước sau. Bước 1, nhắn tin qua fanpage Học Văn Chị Hiên hoặc điền link đăng ký. Bước 2, admin liên hệ xếp lịch để đến trung tâm trao đổi, làm bài đánh giá năng lực và tư vấn định hướng. Bước 3, đến trung tâm làm bài đánh giá năng lực và nghe kết quả trực tiếp, định hướng lộ trình học phù hợp từ giáo viên. Và cuối cùng, bước 4, các bạn sẽ được xét lớp học phù hợp và học tại lớp học đầy đủ tiện nghi, có góc tự học xinh xắn cùng với Học Văn Chị Hiên. Liên hệ về với hotline 039 932 0698 hoặc nhắn tin về fanpage Trung tâm dạy ngữ văn chất lượng cao Bắc Từ Liêm Học Văn Chị Hiên để được tư vấn kỹ hơn.